chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh lịch sử của họ là ai org hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một chương sử kỳ thú của nhà Trần vụ đại án oan Trần Quốc chẩn dưới triều đại của vua Trần Minh Tông hãy cùng chúng tôi khám phá ngay bây giờ Trần Minh Tông tên thật là Trần Mạnh vị vua thứ năm của nhà Trần cai trị từ năm 1315 đến năm 1329 và ông được xem là minh quân hiếm có khai mở thời kỳ anh minh thịnh thế. Vào thời Trần Minh Tông, một vụ án oan đã xảy ra, để lại vết dơ không thể xóa trong sự nghiệp vị minh quân này. Đó là vụ án Trần Quốc Chẩn. Vậy Trần Quốc Chẩn là ai? Ông có mối quan hệ như thế nào với Trần Minh Tông? Thực ra Trần Quốc Chẩn dìu dắt Trần Minh Tông từ nhỏ. Trước khi vua Trần An Tông là cha của Trần Minh Tông, Lâm Trung đã gửi gắm con trai cho Trần Quốc Chẩn. Sau này, con con gái của quốc chẩn cũng lấy Trần Minh Tông rồi trở thành hoàng hậu. Quốc chẩn còn được trọng dụng trong việc đánh chim thành và được phong làm nhập nội quốc phụ thượng tế. Như vậy, Trần Quốc chẩn chính là cha vợ và người đã có công dìu dắt vua Trần Minh Tông từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, Vấn đề kế vị đã tạo nên bước ngoặt đầy éo le trong lịch sử. Bà Phi Lê Thị, mẹ hoàng tử vượng, thuộc phe văn hiến hầu muốn lật đổ hoàng hậu để lập con trai bà hoàng tử vượng lên ngôi thái tử. Lúc này, hoàng hậu lại chưa sinh được con trai cho vua. Vì lẽ đó, văn hiến hầu dùng kế hiểm ác hối lộ cho gia thần của Trần Quốc Chẩn là Trần Phẫu 100 lạng vàng để hắn vu cáo Quốc Chẩn âm mưu tạo phản. Khi đó, vua Trần Minh Tông còn đang phân vân đã hỏi ý quan đại thần Trần Khắc Chung về việc xử lý cha vợ. Khắc Chung nói rằng, Tâu bệ hạ, bắt hổ thì dễ thả hổ thì khó không điều tra kỹ lưỡng vua trần minh tông đã ra lệnh bắt giam nhạc phụ vào chùa tư phúc rồi bỏ đối ngày đó quốc chẩn bị giam hoàng hậu vào chùa tư phúc với chiếc áo tẩm nước bà vắt áo lấy nước cho cha uống vừa khóc vừa nói tha lỗi cho con cha ạ à, con không thể cứu cha được quốc chẩn đáp hãy sống tốt con gái của ta Ông uống hết nước rồi trút hơi thở cuối cùng. Nhưng sự đời, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lồi ra. Sự thật dần được hé lộ, nhưng hậu quả để lại chẳng thể đảo ngược. Sau này, vợ Trần Phẫu tố cáo hắn ta nhận hối lộ để vu oan cho Trần Quốc Dẫn. Trần Phẫu bị xử lan trì, văn hiến hầu vì là hoàng thân nên chỉ bị cách chức. Sự thật đã làm sáng tỏa nhưng nỗi đau và ân hận đã theo vua trần minh tông suốt đời sự kiện này đã ghi dấu một vết nhơ trong sử sách khi vị vua được tiếng là anh minh đã tin vào mưu gian của kẻ khác mà giết chết cha vợ cả quán đời còn lại nhà vua đã phải sống trong nỗi ân hận này câu chuyện này không chỉ là bài học về phải luận đúng sai trong bất cứ tình huống éo le nào đôi khi sự thật không chỉ dừng lại ở những gì mà con người nhìn thấy Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Đừng quên nhấn like và subscribe để cập nhật thêm nhiều nội dung lịch sử thú vị khác từ chúng tôi. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.